Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày cuối tuần chủ nhật với thời tiết rất là đẹp. Và mình cùng một số người bạn cũng hẹn nhau để chúng mình có những cái giây phút thư giãn bên nhau. Và chúng mình hẹn nhau ở một cái nhà hàng ở trên phố Nguyễn Khánh Toàn, với không gian rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy rất là lãng mạn đúng không ạ? Và bữa tiệc ngày hôm nay chúng mình sẽ có khoảng 15 người. Và món chính sẽ là món thịt bò, món steak ạ. Và xin mời các bạn vào cái phần bàn tiệc của chúng mình ạ. Xin mời các bạn. Đây sẽ là không gian để chúng mình tổ chức bữa tiệc của tối ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, là đối với món thịt bò thì không thể thiếu rượu vang rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay món chính là món thịt bò, và rượu vang chính là rượu vang được sử dụng hoàn toàn của Cao Minh. Và xin mời các bạn ra phần chúng ta chữ và làm lạnh thịt rượu vang ạ. Chính vì là món thịt bò nên là ngày hôm nay mình đã chọn cho mọi người những cái khai vị. Đầu tiên là khai vị, mình chọn cho mọi người một cái chai vang trắng với dòng nho là Chardonnay. Chai Grey đây ạ. Ok, với chai vang trắng như thế này thì mình sẽ ướp lạnh khoảng 8 cho đến 12 độ C thì mình sẽ sử dụng là ngon nhất các bạn nhé. Và khi mà sử dụng xong cái vang trắng thì mình chọn cho mọi người một cái chai vang đỏ. Chai vang đỏ mình chọn đây là một chai Rioja của Chile. Chai này với cấp độ là Reserva và dòng nho là Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon là một dòng nho phổ biến nhất trên thế giới, và nó là một cái gọi là vua nho đấy ạ. Và với món thịt bò thì đây là một dòng nho lý tưởng để chúng ta thưởng thức chung với món thịt bò đấy các bạn ạ. Và kết thúc bữa tiệc thì chắc chắn là sẽ phải là một cái chai vang để mang lại cho mọi người cảm nhận là không bao giờ quên đúng không ạ? Chính vì thế mà mình sẽ chọn cho mọi người một chai vang, đó là chai Moscato. Chai vang đến từ Ý, chai vang Moscato đấy ạ. Với chai vang trắng này thì với nồng độ cồn chỉ khoảng 5% thôi, chúng ta sẽ ướp lạnh thật sâu nó nhá, khoảng 4 độ C. Thì khi mà chúng ta thưởng thức nó thì wow, chúng ta sẽ cảm thấy là hương vị của nó thật là tuyệt vời. Và khi mà kết thúc bữa tiệc thì mọi người chắc chắn là không ai có thể quên được đấy ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bữa tiệc nhá.